Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Bạn hỏi thầy thuốc trả lời trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam với chủ đề những lưu ý giúp điều trị hiệu quả bệnh suy giãn tĩnh mạch. Tại Việt Nam của chúng ta thì tỷ lệ mắc suy giãn tĩnh mạch ở người trưởng thành là 30-35%, tức là cứ 3 người thì sẽ có một người bị suy giãn tĩnh mạch. Và căn bệnh này thì không chỉ khiến cho đôi chân bị mất đi tính thẩm mỹ bởi những mạch máu màu xanh màu tím nổi phồng lên, mà còn khiến cho bệnh nhân trở nên khó chịu bởi những triệu chứng như là đau nhức nặng mỏi chuột rút hay là tê bì. Và không những thế thì suy giãn tĩnh mạch còn gây ra những cái biến chứng nguy hiểm đến huyết khối tĩnh mạch, gây ra tình trạng là phù nề hay là loét chân, thuyên tắc phổi, tai biến, thậm chí là gây ra tử vong. Vậy nhưng mà nhiều bệnh nhân thì vẫn chưa chú trọng trong việc là điều trị hoặc là điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch không đúng cách, khiến cho bệnh này càng trở nên nặng hơn. Để giúp cho bệnh nhân có thể là kiểm soát tốt hơn thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị khán giả chủ đề là những lưu ý giúp điều trị hiệu quả bệnh suy giãn tĩnh mạch, và mời quý vị cùng gặp gỡ với chuyên gia của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào MC Tú Anh. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị khán giả, để quý vị khán giả có thể là được gặp trực tiếp chuyên gia bác sĩ Vân Anh có mặt tại trường quay lúc này, đồng thời là chia sẻ những băn khoăn thắc mắc liên quan tới bệnh suy giãn tĩnh mạch, quý vị có thể gọi ngay về tổng đài của chúng tôi là 1800 1044. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi đầu tiên cho bác sĩ Vân Anh. Thưa bác sĩ, là hiện nay là tỷ lệ người bị mắc suy giãn tĩnh mạch đang ngày một gia tăng ở trong cộng đồng, nhưng mà điều đáng lo ngại là có đến 75 đến thậm chí là 80% bệnh nhân là không biết là mình đang bị mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch. Nhiều trường hợp khi mà bệnh đã tiến triển nặng rồi thì bệnh nhân mới đi thăm khám khiến cho việc điều trị là cũng trở nên phức tạp hơn, khó khăn hơn và tốn kém hơn. Vậy thì thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào để chúng ta có thể là nhận biết căn bệnh này ạ? Như chúng ta biết được là cái máu của chúng trong cơ thể chúng ta lưu thông thì nó nhờ cái hệ thống động mạch và hệ thống tĩnh mạch. Thế và chúng ta biết là khác với cái hệ thống động mạch ấy, thì tĩnh mạch thì thường là các cái thành nó mỏng hơn này, nó yếu hơn. Nên là khi mà gặp những cái cản trở, ví dụ như là thừa cân béo phì này, bê vác nặng nhiều, ngồi lâu, đứng lâu vân vân, sẽ làm cho máu ứ trệ ở cái vùng tĩnh mạch, và từ đó thì nó sẽ làm cho cái tĩnh mạch của chúng ta nó sẽ bị giãn ra. Khi ứ trệ như vậy thì chúng ta thấy được là nó sẽ chèn ép vào các cái tổ chức vùng xung quanh, dẫn đến những các cái triệu chứng chân của chúng ta sẽ có cảm giác tê bì này. Thứ hai nữa là đau ở vùng chân, đặc biệt là cái vùng cổ chân và cẳng chân, chuột rút, đặc biệt là vào ban đêm. Và những cái dấu hiệu này thì nó thường nặng lên khi mà vào cái buổi chiều tối, và nó nhẹ hơn là khi chúng ta thức dậy, và đặc biệt là khi mà chúng ta ngủ mà kê cao chân lên ấy, thì là cái dấu hiệu này nó cũng sẽ giảm đi nhiều. Trong cái suy giãn tĩnh mạch thì nó có hai hệ, tức là suy giãn tĩnh mạch nông và suy giãn tĩnh mạch sâu. Khi mà chúng ta có thêm những các cái suy giãn tĩnh mạch nông nữa thì nó sẽ có thêm một số các biểu hiện, ví dụ như là nó xuất hiện những cái vệt xanh hay còn gọi là những cái gân xanh ấy, nổi dưới mặt da, cũng như là các cái tĩnh mạch nông ở dưới da nó cũng giãn ra và nó giống như là những cái con giun ngoằn ngoèo. Khi đến cái giai đoạn nặng hơn thì sẽ xuất hiện thêm những cái đám xuất huyết ở dưới da, dù là chúng ta không có va đập vào đâu cả. Vâng, thế và nếu mà những cái dấu hiệu tiến triển nặng hơn thì sẽ có những các cái biểu hiện, ví dụ như là chân của chúng ta nó sẽ sưng lên này, phù nề này, đặc biệt là cái vùng cổ chân, cũng như là cái da ở cái vùng mắt cá nó sẽ biến đổi màu, và có thể xuất hiện những cái dấu hiệu như là loét này, nhiễm trùng ở dưới bàn chân. Vâng, thế và đặc biệt nữa là khi mà máu ứ trệ nhiều ở vùng tĩnh mạch chân thì nó cũng sẽ làm cho rối loạn các cái huyết động, và từ đó thì sẽ hình thành các cái huyết khối. Và những cái huyết khối này thì nó hay là còn gọi là cục máu đông, nó sẽ có thể di chuyển vào trong lòng mạch, gây nên những các cái biến chứng, ví dụ như là thuyên tắc động mạch phổi này, tai biến mạch máu não, nhồi máu não, hoặc là nhồi máu cơ tim và hoại tử chân. Thì đấy là những các cái biến chứng rất nặng nề. Nên là chính vì vậy mà khi mà chúng ta có những các cái dấu hiệu, ví dụ như là đau ở vùng chân này, nặng chân, sưng nề chân, thì chúng ta cũng nên đi thăm khám. Để qua thăm khám thì các bác sĩ sẽ chuẩn đoán cho chúng ta là có phải bị suy giãn tĩnh mạch hay không, và ngoài ra thì cũng đánh giá mức độ, và từ đó sẽ có phương pháp điều trị và phòng ngừa kịp thời, tránh là chúng ta để quá muộn thì sẽ dẫn đến những cái biến chứng, và những biến chứng này đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng của người bệnh.
Vâng ạ, xin được cảm ơn về những tư vấn ban đầu của bác sĩ. Nhưng mà chúng tôi trong quá trình thực hiện chương trình thì cũng nhận rất là nhiều những băn khoăn thắc mắc của quý vị khán giả. Và nhiều bệnh nhân họ chia sẻ là khi mà họ biết là họ suy giãn tĩnh mạch, đặc biệt là suy giãn tĩnh mạch chân, thì họ thường là dùng vớ này hay là tất y khoa để có thể là cải thiện vấn đề bệnh lý của mình. Vậy thì không biết là bác sĩ thì đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Vớ ép y khoa hay là còn gọi là tất áp lực, thì đây nó là một cái loại tất đặc biệt, tức là nó tạo nên một cái áp lực vào cái vùng mà chúng ta bị đeo. Ví dụ như chúng ta đi tất vào vùng chân thì nó sẽ tạo một cái áp lực lên vùng chân, và cái áp lực này thì nó cao nhất là ở cái vùng bàn chân và vùng cổ chân, và nó sẽ giảm dần khi lên đến cẳng chân. Vớ ép y khoa tạo một cái áp lực đè lên tĩnh mạch và làm cho cái van tĩnh mạch nó đang bị hở ấy, thì nó sẽ khép lại, giúp cho máu dễ dàng chuyển từ tĩnh mạch chân đi vào tim và vòng tuần hoàn, giảm cái tình trạng ứ trệ máu tại cái vùng chân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được là đối với các cái tất áp lực này thì nó chỉ có cái tác dụng là cải thiện cái triệu chứng ngay tại lúc đó thôi. Tức là khi chúng ta dùng thì nó sẽ đỡ các triệu chứng, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ cái tất đó ra thì là các cái triệu chứng nó lại trở về như cũ. Vì là chúng ta biết cái tất áp lực nó chỉ có cái tác dụng cơ học lúc đó thôi, và nó không có cái tác động vào cái căn nguyên gốc rễ của bệnh, nên là nó làm cho bệnh hoàn toàn có thể trở lại như cũ nếu mà chúng ta không đi tất áp lực. Và ngoài ra thì chúng ta biết là đối với tất áp lực thì nó cũng có rất nhiều các cái loại, ví dụ như là kích cỡ khác nhau này, cái độ ép nó cũng khác nhau. Nên là chính vì vậy mà khi chúng ta muốn sử dụng cái vớ ép y khoa hay là tất áp lực này thì chúng ta cần phải có cái sự thăm khám của các bác sĩ, để các bác sĩ sẽ chẩn đoán cái mức độ suy giãn tĩnh mạch. Từ đó thì các bác sĩ mới chỉ định cho chúng ta được là cái tất nào nó phù hợp với chúng ta để chúng ta đeo để mang lại cái hiệu quả. Vì chúng ta biết là nếu mà chúng ta sử dụng những các cái tất mà kích cỡ này, ví dụ như là nó lỏng quá này, cái độ ép nó kém, thì là nó cũng sẽ không mang lại hiệu quả. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những các cái loại mà cái ép nó mạnh quá thì là nó cũng gây chèn ép và là gây khó chịu cho chúng ta. Và chưa kể nữa là chúng ta biết là khi sử dụng cái tất áp lực thường xuyên sẽ làm cho chúng ta có cảm giác bức bối này, ngứa ngáy này, đặc biệt là vào những cái thời tiết nắng nóng như hiện nay, hoặc là vào những cái thời tiết trời mưa thì cũng rất là bất tiện. Nên chính vì vậy đây cũng không phải là một cái phương pháp tối ưu cho các bệnh nhân mà bị suy giãn tĩnh mạch. Vâng, như vậy là dù có sử dụng tất y khoa thì chúng ta cũng phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế cũng như là các bác sĩ, đúng không ạ? Vậy thì các bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch thì có những cái hướng điều trị, nên điều trị bệnh như thế nào, mong bác sĩ tư vấn ạ? Đây là một bệnh lý mãn tính, và nên là chính vì vậy mà chúng ta cần phải áp dụng nhiều các phương pháp để giúp cho hỗ trợ, ví dụ như là chế độ sinh hoạt này, khoa học này, chế độ ăn uống khoa học, cũng như là chúng ta sử dụng các cái thuốc. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó chính là chế độ sinh hoạt khoa học. Đối với những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta không nên đứng lâu và ngồi lâu. Khi ngồi thì độ khoảng 30 phút một tiếng thì chúng ta nên đứng dậy này, vận động, đi lại hoặc là tập thể dục tại chỗ để cũng giúp cho máu lưu thông tốt hơn, cũng như là cải thiện các triệu chứng. Chúng ta cũng phải ngồi đúng tư thế. Khi chúng ta ngồi chúng ta không nên là ép cái mặt sau của chân xuống dưới nhiều quá, hoặc là chúng ta ngồi bắt chéo chân, thì đấy cũng là những các cái tư thế mà nó làm cho máu tĩnh mạch ở vùng chân khó đi vào trong vòng tuần hoàn, các cái tĩnh mạch ở vùng chân sẽ bị suy giãn nhiều hơn. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động, tập thể dục đúng cách, ví dụ chúng ta đi bộ này, bơi này, cũng như đạp xe đạp, và tránh những cái môn thể dục mà nó có tính chất là gây nên áp lực cho vùng chân, ví dụ như là chúng ta tập tạ này, hoặc là những cái môn tập như là bóng chuyền, bóng đá. Và chúng ta nên kê cao chân ở mọi lúc mọi nơi. Các cái tĩnh mạch chân ấy thì nó đưa máu từ chân để về đến tim, tức là nó chảy lên cao, nên là chính vì vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cái suy giãn tĩnh mạch vùng chân rất là phổ biến. Vâng, thế và khi mà chúng ta kê cao chân lên ấy thì sẽ giúp cho máu từ tĩnh mạch từ vùng chân đi về vòng tuần hoàn được cách dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi chúng ta ngủ chúng ta nên kê cao gối ở cái vùng chân lên. Vâng. Một cái nữa đó chính là chúng ta không nên xoa những cái dầu nóng. Khi mà chúng ta đang bị suy giãn tĩnh mạch vùng chân, chân nó đang nặng, chân đang đau chân, thì xoa những cái dầu nóng nó cũng có tác dụng dịu đau tạm thời lúc đó. Tuy nhiên do cái tính chất là nóng nó sẽ làm suy giãn các cái tĩnh mạch chân càng nặng hơn, thì cái ứ trệ máu ở vùng chân nhiều hơn và làm cho các triệu chứng bệnh của chúng ta cũng sẽ nặng hơn nhiều. Và một cái nữa đấy là về trang phục. Đối với người bị suy giãn tĩnh mạch vùng chân thì chúng ta không nên mặc cái quần bó
này, đặc biệt là cái vùng eo đến vùng chân, vì là nó sẽ cản trở cái lưu thông máu, cũng như là chúng ta nên đi giày gót thấp, giày đế mềm để giúp cho máu được lưu thông một cách dễ dàng. Bên cạnh đó nữa thì về cái chế độ ăn uống khoa học cũng rất là quan trọng. Đối với những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch ở vùng chân thì chúng ta nên lựa chọn những các cái thực phẩm mà thứ nhất là nó có cái tác dụng làm tăng cái sức bền của thành mạch. Chúng ta biết là cái thành mạch của chúng ta thì nó chủ yếu sẽ là những cái cơ trơn này, và kết hợp nữa là những các cái collagen. Chính vì vậy mà chúng ta nên tăng cường sử dụng các cái chất đạm từ cá này, từ trứng này, từ các cái thịt, từ da cầm, từ các cái loại đậu, đậu đỏ, đậu nành vân vân, để tăng cường cái sức bền của thành mạch. Một cái nữa là chúng ta cũng nên tăng cường sử dụng những các cái thực phẩm mà nó có cái chất chống lại các cái gốc tự do, chống oxy hóa, dầu vitamin C và vitamin E, trong đó như là quả bơ này, các cái loại cam quýt, quả vịt quất vân vân. Đấy là những cái chất mà nó rất giàu cái chất chống oxy hóa, và để giúp bảo vệ cái thành mạch, cái thành tĩnh mạch cho chúng ta. Chúng ta nên hạn chế sử dụng những các cái chất béo, và đặc biệt là những cái chất béo từ động vật hoặc là những đồ chiên xào, vì đây nó là những cái thực phẩm mà khi mình ăn nhiều nó sẽ làm tăng cái độ nhớt ở trong máu, để sẽ làm cho cản trở cái sự lưu thông máu từ cái vùng tĩnh mạch ở chân đi vào vòng tuần hoàn. Cũng như là khi mà chúng ta sử dụng nhiều các axit béo no thì nó sẽ gây nên làm tổn thương các cái thành mạch, và làm cho cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch cũng càng nhiều hơn. Và một cái cuối cùng đó chính là chúng ta tăng cường ăn các cái chất xơ, cũng như là chúng ta giảm táo bón. Và chúng ta biết là nếu mà chúng ta bị táo bón ấy thì nó cũng sẽ làm cho các cái chất độc không được thải ra bên ngoài, sẽ tích tụ ở bên trong ruột và nó sẽ hấp thu ở bên trong, và nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tổn thương các cái thành mạch. Một cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bị táo bón thì chúng ta phải dặn nhiều, và chúng ta gây một cái áp lực lớn lên các cái hệ thống tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng, gây ra trĩ, cũng như là cũng sẽ làm cho tăng cái áp lực ở cái vùng tĩnh mạch ở vùng chân. Nên là chính vì vậy nó cũng gây nên suy giãn tĩnh mạch vùng chân. Chúng ta nên tăng cường ăn các cái chất xơ từ các cái rau xanh, hoa quả tươi, để giúp cho chúng ta tránh những tình trạng táo bón, cũng như là giúp cho bảo vệ cái thành mạch được tốt hơn. Vâng, và cái cuối cùng đó chính là chúng ta sử dụng những các cái thuốc để hỗ trợ. Chúng ta biết là đối với những các bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch thì tùy theo cái mức độ thì các bác sĩ cũng sẽ kê cho chúng ta, chủ yếu sẽ là một số các cái thuốc, ví dụ như là những cái thuốc để làm tăng cường sức bền của thành mạch này, những cái thuốc để giảm viêm, giảm đau trong những trường hợp bệnh nhân đang bị sưng, bị đau, bị viêm, cũng như là có thể sử dụng những các cái thuốc chống đông trong những các bệnh nhân bị nguy cơ có cái tình trạng là cục máu đông hình thành, hoặc là sử dụng các kháng sinh nếu có viêm nhiễm. Tuy nhiên thì đối với các cái thuốc này thì chúng ta cũng cần phải có cái sự thăm khám cũng như là chỉ định và tuân thủ theo đơn của bác sĩ, vì những các cái thuốc này nó cũng có rất nhiều những cái tác dụng không mong muốn. Ví dụ như là khi chúng ta sử dụng các cái thuốc chống viêm giảm đau thì nó có thể làm cho chúng ta là bị đau dạ dày này, ảnh hưởng đường tiêu hóa, hoặc là ảnh hưởng đến chức năng gan thận, hoặc là khi chúng ta sử dụng các thuốc chống đông thì cũng cần phải có cái sự theo dõi về các cái chỉ số đông máu cũng như là theo dõi của các bác sĩ, không có thể gây nên các cái chảy máu trong nội tạng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là cái tĩnh mạch mà bị giãn nhiều thì có thể chúng ta cũng phải có chỉ định phẫu thuật. Và chúng ta biết là cái phẫu thuật cũng không phải là một cái phương pháp toàn diện, vì là phẫu thuật thì cũng chỉ phẫu thuật được các tĩnh mạch nông thôi. Khi phẫu thuật thì chúng ta cũng chỉ tác động được vào cái tĩnh mạch nào thì chỉ có hiệu quả tĩnh mạch đó thôi, còn các cái tĩnh mạch khác thì vẫn hoàn toàn có thể tiến triển và nặng dần lên. Qua đó thì chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái bất cập khi mà chúng ta sử dụng các thuốc Tây y cũng như là sử dụng các phương pháp phẫu thuật. Nên chính vì vậy mà xu hướng hiện nay trên thế giới người ta cũng sẽ áp dụng sử dụng những các cái giải pháp từ thảo dược. Những cái giải pháp từ thảo dược này cũng đã được nghiên cứu chứng minh rằng nó có các cái hoạt chất, nó có tác động đối với cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch, cũng như là cũng đã có các cái công trình nghiên cứu trên lâm sàng mang lại được cái hiệu quả rồi, và lại rất là an toàn. Thì đây cũng là một cái xu hướng mà hiện nay nhiều người rất là mong muốn để được sử dụng. Vâng, vậy thì còn những giải pháp từ thảo dược thì sao? Rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang băn khoăn, thì mong là bác sĩ có thể là tư vấn ạ. Dạ vâng.
Chúng ta thấy được là đối với cái giải pháp từ thảo dược ấy thì nó sẽ có những cái ưu điểm. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó chính là cái thảo dược đã được sử dụng rất là lâu đời, kinh nghiệm từ xa xưa đã mang lại cái hiệu quả và an toàn rồi. Thế và cái thảo dược này ngày nay thì lại cũng đã được qua những cái công nghệ nghiên cứu đã chiết tách ra được các cái hoạt chất, và các hoạt chất này qua nghiên cứu hiện đại cũng đã cho thấy rằng nó có cái tác dụng rất tốt lên cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch, và cũng đã có những các cái công trình nghiên cứu ở trên lâm sàng rồi, cũng đã chứng minh mang lại được cái hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là với cái phương pháp từ thảo dược ấy thì thường là người ta sẽ phối hợp các cái loại thảo dược với nhau, và mỗi một cái loại thảo dược thì nó có những các cái ưu thế tác động lên một cái khía cạnh của cái tình trạng bệnh lý, và khi chúng ta phối hợp nhiều các cái loại thảo dược như vậy thì nó sẽ có cái tác động toàn diện lên cái bệnh lý, trong đó như là bệnh lý suy giãn tĩnh mạch. Ngoài ra nữa thì ngày nay chúng ta có một cái công nghệ, đó là công nghệ microfluidizer. Đây là một cái công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất ở trên thế giới hiện nay, cũng đã giúp cho chúng ta là có thể chiết tách được các hoạt chất và đưa các cái hoạt chất đó đến những cái kích thước siêu nhỏ, đó là kích thước nano, và nhờ cái kích thước này thì nó sẽ làm tăng cường cái tính hấp thu này, tăng cường cái tính thẩm thấu, và từ đó thì tăng cái tính sinh khả dụng của các cái hoạt chất này lên, và chúng ta còn phối hợp được các cái loại hoạt chất lại với nhau nữa, nên là chính vì vậy nó đã mang lại được một cái tác động toàn diện và tăng được cái tác dụng của các cái thành phần thảo dược, và đặc biệt nữa là nó rất an toàn, rất lành tính. Cụ thể là đối với sản phẩm trong chương trình hôm nay giới thiệu, đó chính là sản phẩm Bodyven. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ, và sản phẩm này thì nó là những cái thành phần 100% từ các cái thảo dược thiên nhiên. Bodyven có cái diosmin và hesperidin, đây là flavonoid có nguồn gốc từ thực vật, có cái tác dụng làm tăng cường cái sức bền thành mạch, tăng cường cái trương lực thành mạch, tăng cường độ đàn hồi, nên là giúp đưa máu tĩnh mạch ở vùng chân trở về tim một cách dễ dàng hơn, và ngăn ngừa cái tình trạng ứ trệ, và từ đó nó cũng sẽ giúp làm co nhỏ các cái tĩnh mạch đang bị giãn, cũng như là mờ các cái vết xanh. Bodyven có cái hạt rẻ ngựa và rutin từ hoè hoa, có cái tác dụng tăng cường cái sức bền thành mạch này, làm hàn gắn những tổn thương của thành mạch, tăng cường cái độ đàn hồi, nên cũng giúp cho đưa máu trở về tim một cách dễ dàng hơn, ngăn ngừa cái tình trạng ứ máu ở cái vùng tĩnh mạch ở vùng chân. Vâng, thế và nó cũng giúp cho làm co nhỏ các cái tình trạng tĩnh mạch bị giãn và những cái vết xanh. Đối với tình trạng suy giãn tĩnh mạch, đây nó chính là cái tĩnh mạch của chúng ta nó bị giãn ra và sẽ gây ứ máu ở cái vùng tĩnh mạch, và khi ứ máu như vậy thì nó sẽ gây nên chèn ép này, gây thoát dịch, và nó sẽ làm cho chúng ta có các cái triệu chứng như là đau chân này, nặng chân này, phù nề về chân. Bodyven có cái thành phần diosmin, hesperidin, rutin từ hoè hoa cũng như là hạt rẻ ngựa, nó đã có cái tác dụng vào cái căn nguyên của bệnh, và nó cũng làm giảm các cái triệu chứng do cái suy giãn tĩnh mạch gây nên. Có 3 cái công trình nghiên cứu trên 10.725 bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chân khi sử dụng hạt rẻ ngựa trong vòng khoảng 4 đến 6 tuần, thì kết quả cũng đã cho thấy rằng 91% các bệnh nhân đã giảm được tình trạng đau chân, 85% đã giảm được tình trạng nặng chân, và 84% các bệnh nhân cũng đã giảm được cái tình trạng sưng nề ở vùng chân. Và một cái nghiên cứu 12 tuần khi sử dụng hạt rẻ ngựa thì đã thấy là giảm được cái tình trạng sưng phù ở chân tương đương như là khi dùng vớ ép y khoa. Vâng, Bodyven có cái cây đậu chổi có cái khả năng là làm kích thích tăng sản xuất các cái chất cây co mạch, nên chính vì vậy nó làm tăng cái độ đàn hồi của thành mạch và giúp đưa máu trở về tim một cách dễ dàng hơn, tránh cái tình trạng ứ trệ máu tại vùng tĩnh mạch chân. Và đặc biệt nữa là công trình nghiên cứu tại trường Đại học Washington thì cũng đã cho thấy rằng là khi sử dụng cây đậu chổi cho những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch vùng chân tầm độ 2 tuần thì cũng đã giảm được các cái triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch chân, và khi mà hết một cái đợt thử nghiệm thì các cái triệu chứng này cũng đã hết. Vâng, Bodyven có những cái thành phần để tăng cường bảo vệ thành mạch này, phòng ngừa biến chứng. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là bạch quả. Nó có cái tác dụng là hoạt huyết, nó giúp cho đưa máu cung cấp các dinh dưỡng cũng như là oxy đến để nuôi dưỡng các cái tổ chức, cũng như là nó làm ngăn ngừa cái tình trạng hình thành các cái cục máu đông
và từ đó ngăn ngừa các cái biến chứng do cái suy giãn tĩnh mạch gây nên. Cái thành phần tiếp theo đó chính là lý chua đen. Đây là một thảo dược rất giàu các chất chống oxy hóa, vitamin C, có tác dụng bảo vệ cái thành mạch. Bodyven có cái hạt nho và vỏ thông, có cái tác dụng tăng cường bảo vệ cái thành mạch, tăng cường lưu thông máu, tránh cái tình trạng ứ nghẽn ở cái vùng tĩnh mạch chân. Bodyven cũng đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, đó là công nghệ microfluidizer, công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất trên thế giới. Bodyven cũng đã được sản xuất ở nhà máy JNE International của Hoa Kỳ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và khi sử dụng thì chúng ta nên sử dụng là 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần, sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên. Bodyven sẽ giúp giảm nhanh cái dấu hiệu nặng chân này, tê bì, chuột rút, phù nề ở vùng chân. Và khi chúng ta sử dụng khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng là sẽ giúp cho các cái tĩnh mạch co nhỏ lại, làm mờ những các cái vết thâm, những cái vết xanh hoặc là những cái vết tím, cũng như giảm cái tình trạng sưng nề chân, và nó cũng giúp cho phòng ngừa những các cái biến chứng của cái suy giãn tĩnh mạch như là thuyên tắc động mạch phổi, nhồi máu cơ tim hoặc là những cái tình trạng nhồi máu não vân vân. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sử dụng một liệu trình là 3 tháng, sau đó chúng ta nghỉ khoảng 1 tháng và chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại những cái đợt sử dụng duy trì tiếp theo để giúp cho ổn định cái tình trạng bệnh của mình. Vâng, xin được cảm ơn về những thông tin rất là hữu ích mà bác sĩ đã gửi tới cho chương trình của chúng tôi. Và như bác sĩ cũng đã phân tích ạ, thưa quý vị khán giả, là bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch thì nên điều trị bệnh từ sớm và kết hợp với việc là chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân đối, điều độ, thói quen sinh hoạt cũng phải rất là để ý khi mà chúng ta bị bệnh này. Và việc sử dụng sản phẩm Bodyven cũng sẽ mang lại hiệu quả cũng như là sự an toàn cho người bệnh trong suốt cái quá trình mà chúng ta điều trị bệnh. Bodyven là sản phẩm được nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp từ Hoa Kỳ với thành phần hoàn toàn là từ thảo dược thiên nhiên như là hạt rẻ ngựa, rutin từ hoa hòe, diosmin, hesperidin, bạch quả, cây đậu chổi, lý chua đen, hạt nho và vỏ thông. Và đây cũng là những thảo dược mà có tác dụng là tăng sức bền và trương lực thành tĩnh mạch, đồng thời là hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ thành mạch, hoạt huyết để cải thiện tuần hoàn máu. Và khi sử dụng Bodyven thì sẽ mang tới hiệu quả rõ rệt là làm giảm các triệu chứng khó chịu như là đau nhức, nặng mỏi, sưng phù, chuột rút, tê bì sau 2 đến 3 tuần sử dụng, hỗ trợ co nhỏ những tĩnh mạch bị suy giãn, làm mờ những vết thâm nám ở trên chân sau 2 cho tới 3 tháng sử dụng ạ. Đồng thời là phòng ngừa những biến chứng loét chân, hoại tử chân, huyết khối tĩnh mạch gây ra thuyên tắc động mạch phổi và tai biến mạch máu não cũng như là nhồi máu cơ tim. Bodyven được sản xuất bởi công nghệ microfluidizer là công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay ạ. Tại nhà máy đạt chuẩn GMP của FDA là Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bodyven cũng đã được vinh dự 3 lần nhận giải thưởng là sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng. Và đây thực sự là tín hiệu đáng mừng để những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch có thể là an tâm lựa chọn sản phẩm cũng như là sử dụng sản phẩm một cách lâu dài và không lo có những cái tác động không tốt tới sức khỏe của chúng ta. Sản phẩm được nhập khẩu về Việt Nam nhiều năm nay và đã được phân phối rộng rãi ở các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Và đặc biệt là nhân dịp công ty dược phẩm Botania, công ty nhập khẩu và phân phối Bodyven Việt Nam được nhận danh hiệu là thương hiệu được tin dùng châu Á năm 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc tế Liên hiệp hội UNESCO châu Á-Thái Bình Dương trao tặng. Công ty Botania đã dành tặng 100 suất quà cho 100 quý vị khán giả đầu tiên đã gọi đến tổng đài 1800-1044. Theo đó thì quý vị mua 6 hộp sản phẩm thì sẽ được tặng ngay một hộp sản phẩm cùng loại. Quý vị có thể là gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1044 để được tư vấn cũng như là được nhận chương trình ưu đãi của ngày hôm nay. Tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân, gây tê bì, chuột rút, sưng phù chân, thâm tím, đứng yên hay đi lại đều đau nhức. Còn tôi bị suy giãn tĩnh mạch ở hậu môn, gây nên bệnh trĩ, khiến tôi rất khó chịu vì đau rát, ngứa, chảy máu và xa bối trĩ. Bodyven giúp làm tăng sức bền tĩnh mạch, giúp giảm tê bì chân, nặng chân, thâm tím, chảy máu, xa búi trí, xa trực tràng, đau rát, ngứa do bị trí. Bodyven, sản phẩm của Mỹ. Bodyven, dùng cho cả người bị trí và suy giãn tĩnh mạch. Vâng, thưa quý vị khán giả, là rất nhanh chóng như thông qua tổng đài 1800-1044, chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi của quý vị khán giả đã gửi tới và gọi trực tiếp tới cho chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ thì sẽ là một vị khán giả đang kết nối trực tiếp tới chương trình. Xin mời bộ phận kỹ thuật trường quay ạ. Xin chào bác ạ.
Mời bác giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ và hiện giờ thì bác đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ Vân Anh. Xin mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ. Tôi là Đặng Tấn Phát ạ. Ở thôn 5A, xã Long Hà, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước, 74 tuổi. Dạ. Xin phép được hỏi bác sĩ về cái bệnh tình của tôi. Dạ, vâng. Tôi đi khám ở bác sĩ ở dưới tỉnh thì bảo tôi là bị suy giãn tĩnh mạch đùi phải. Vâng. Thì bác sĩ cho uống thuốc. Vâng. Nhưng không, mấy tháng rồi nhưng không khỏi, mà nó vẫn cái chân nó cứ nặng, mà nó cứ tê như kiến cắn mà đau. Thế thì sau khi xem cái chương trình trên TV thì tôi thấy là uống Boliven, trên bác sĩ nói trên cái chương trình TV, thì tôi đi mua thử là 4 hộp Boliven về tôi uống, là sáng 2 viên trước khi ăn 30 phút, chiều 2 viên trước khi ăn 30 phút, ngày 4 viên. Thì tôi uống 4 nọ thì nó thấy nó đỡ, thì tôi lại tiếp tục tôi mua tôi uống. Thế thì thấy nó đỡ, bệnh tình thì nó đỡ rất là nhiều, tôi rất là mừng. Nhưng mà đến mấy ngày hôm khoảng tuần nay thì tự nhiên nó lại đau trở lại, tức là dữ dội, đau còn hơn trước ấy. Thế thì tôi không biết là lý do tại sao, thì tôi mới đi xuống bệnh viện khám, thì bác sĩ người ta phát hiện ra là cái bệnh thần kinh tọa nặng, người ta nói là bệnh thần kinh tọa nặng và cái bệnh tiền liệt tuyến nữa. Thế thì tôi xin hỏi bác sĩ là bây giờ lại thêm hai cái bệnh là tiền liệt tuyến và thần kinh tọa, thì uống cái Boliven này với lại hai cái thuốc tiền liệt tuyến kinh tọa thì nó có bị là kiểu như là nó phản ứng nhau không? Vâng, xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình. Bác cũng đã bị suy giãn tĩnh mạch và bác cũng đã sử dụng sản phẩm Boliven và đã mang lại được cái hiệu quả cho bác rồi, đúng không ạ? Bây giờ là cái tình trạng chân của bác là đỡ nặng chân rồi, đỡ tê bì rồi, đỡ chuột rút chân rồi. Đấy, và bác cũng đang duy trì sử dụng, nhưng mà bác cũng có chia sẻ là khoảng một tuần nay thì bác đau nhiều và đi khám thì là bác bị là đau thần kinh tọa và bị cái tiền liệt tuyến, và bác cũng đang sử dụng các cái thuốc này, thì bác vẫn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Boliven kết hợp với các cái thuốc điều trị mà các bác sĩ mới kê trong cái bệnh lý đau thần kinh tọa hay là tiền liệt tuyến bác nhá. Đối với sản phẩm Boliven thì là đây là một cái sản phẩm mà hoàn toàn từ các cái thảo dược này, rất an toàn, rất lành tính, và khi bác sử dụng sản phẩm Boliven thì nó không gây ảnh hưởng gì đến cái bệnh lý đau thần kinh tọa hay là tiền liệt tuyến của bác, cũng như là nó không gây tương tác tiêu cực đến những các cái thuốc điều trị đó, nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm bác nhé. Và bác cứ sử dụng như vậy liên tục trong vòng 3 tháng này, rồi là bác lại nghỉ 1 đến 2 tháng, sau đó bác lại vẫn sử dụng lặp lại bác nhé, để giúp cho bác duy trì được cái kết quả. Đây là một bệnh lý mãn tính, và đặc biệt nữa là tuổi của mình càng ngày càng cao thì cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch nó cũng có xu hướng nặng dần, nên là mình cứ sử dụng sản phẩm Boliven thành từng cái đợt như vậy thì sẽ giúp ổn định lâu dài cái tình trạng bệnh của bác. Cái này thì uống cái thuốc này thì ba cái loại thuốc này thì bây giờ là có kiêng cái gì và ăn kiêng cái gì đấy bác sĩ? Đối với cái việc kiêng thì nó sẽ kiêng theo bệnh lý bác ạ. Những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch, mình nên ăn những cái thực phẩm giúp tăng cái sức bền của thành mạch ạ. Trong đó như là chúng ta tăng cường các cái chất đạm này, chất đạm từ cá này, từ trứng này, từ sữa này, cũng như là những các cái loại đạm từ các cái đậu như là đậu đen, đậu đỏ, đậu nành vân vân. Và thứ hai nữa là chúng ta tăng cường những các cái thực phẩm mà nó có cái tác dụng là chống các cái gốc tự do, như là các cái thực phẩm nó giàu các cái chất chống oxy hóa này, các cái vitamin C, vitamin E, trong đó như là quả bơ này, hạt lanh, việt quất, cam quýt này, và một cái loại nữa là những cái thực phẩm mà nó sẽ có cái tác dụng tăng cường các cái chất xơ đấy, để giảm táo bón cho bác nữa. Đấy, trong đó ví dụ như tăng cường rau xanh, hoa quả tươi bác ạ, và hạn chế những thức ăn chiên xào, những thứ mỡ từ động vật, nó sẽ làm cho cái bệnh lý của mình nó tăng lên bác ạ. Còn chế độ sinh hoạt thì bác cũng nên là có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp sức khỏe của mình, đi bộ này, đạp xe đạp này, hoặc là bơi cũng rất tốt ạ, hoặc tập dưỡng sinh tại chỗ. Thế và ngoài ra thì là mình cũng nên là mặc quần áo rộng rãi để cho giúp cho máu tĩnh mạch được lưu thông tốt. Thế rồi là tránh ngồi lâu, đứng lâu,
đâu bác nhá. Đấy, mình luôn luôn vận động ở cái vùng chân. Cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình. Và như là bác cũng đã chia sẻ là bác cũng đã tham khảo và sử dụng Bodyvent rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng là những người mà đã có tuổi, cao tuổi thì cũng sẽ có những cái bệnh lý nền. Vì vậy nên là chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm tham khảo sử dụng Bodyvent và sử dụng lâu dài. Vì đây là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và sẽ mang đến hiệu quả cũng như là độ an toàn. Cảm ơn bác đã gọi tới cho chương trình và bác cũng đừng quên chương trình ưu đãi ngày hôm nay dành cho 100 khán giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1044 ạ. Mua 6 hộp sản phẩm sẽ được tặng ngay một hộp sản phẩm cùng loại. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ một bệnh nhân đã có vấn đề về bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chân và đã tham khảo sử dụng Bodyvent và cho những hiệu quả điều trị tích cực. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cô thì tên là Trương Thị Hòa. Thế cô năm nay là cô 63 tuổi. Thế quê quán của cô là xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách đây độ khoảng độ hơn một năm rồi là cô thấy nó tự dưng nó đau chân. Nó đau đau gối này này, xong nó lại đau lưng mà cô không bước được. Thế sau thì bắt buộc là cô phải đi khám bệnh. Thế thì đi đến bệnh viện thì bác sĩ là người ta chụp chiếu và người ta khẳng định là bị thoát vị địa đệm là một. Thế bị viêm khớp gối và thoái hóa khớp gối. Thế sau đó thì bác sĩ cũng cho thuốc mà cũng tiêm nữa. Thế nhưng mà cô thấy nó cũng đỡ rất là chậm. Đỡ chậm và sau đó thì như mọi người thì người ta uống thuốc của bác sĩ người ta khỏi. Nhưng mà riêng cô thì cô uống thì nó không thấy nó khỏi. Thế mà chân thì nó cứ càng ngày nó cứ càng nặng. Cảm giác nó nặng lắm á. Nó nặng, nó cứ như thể là ở dưới chân mình nó có một cái bọc gì mà mình phải, nó buộc cái chân mà mình phải đeo đi ấy. Đấy, thế là cứ lên trên tầng là cô cứ phải bước đệm. Cứ bước cái chân này lên trước xong cô lại nhấc cái chân này lên theo thì cô lại phải lấy cái tay cô ôm lên đây. Thế mà hay đêm nằm thì hay bị rút. Nó cứ thẳng đứa chân ra. Thế xong là cô cứ phải ngồi dậy xong cô cứ phải bóp. Cô bóp cái huyệt huyệt đấy đấy. Thế xong thì thấy nó lại dẫn dãn ra dần. Chùa tốt thì đau lắm. Đau nó cứng là cứng chân rồi. Cô cứ tề dại cái ngón chân, ngón chiếc cái bàn chân này đấy. Cô mà đứng lâu nó cứ tề dại. Cứ đi lại nhiều thì chân nó căng căng. Vì mà xếp nó cũng đau. Mặc quần cũng thấy nó cũng khó. Nó cứ đau toàn bộ cái chân đấy. Nó bước nó trói chân cũng thế. Trói chân nó cũng cứ như thế, nó đau toàn bộ cái phần bọng chân và nói. Cứ phải để cái chân cô lên trên cái gì nó cao cao đấy một tí thì cô thấy nó lại đỡ hơn. Đấy, thế thì cô mới thay nghĩ là được là cô bị ung thư xương như thế nào và nói rồi nó cứ nhức nhối như thế mà nó đau. Uống thuốc người ta uống nó khỏi, mình uống thì không. Đấy, cũng rất là lo chứ. Có nhiều những cái triệu chứng khó chịu như thế thì ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt của cô ạ? Tất nhiên là nó ảnh hưởng chứ. Bởi vì là thứ nhất là không làm được. Không làm được, trong khi đó gia đình rất là nhiều việc. Thế mà mình là một cái người chủ chốt trong gia đình mà không làm được á. Nó cứ bê bộn rất là. Bê bộn ra mà bây giờ còn các cụ đấy, bây giờ mình cũng không thể nào mà ví dụ có mình bảo thôi, ta chả ăn thì thôi, ta nằm đấy cũng được. Chẳng cần bị ăn, nhưng bây giờ còn các cụ. Ngoài cụ bà ra là cụ bà cứ nằm được giường được chiếu ra thì lại còn cụ ông. Thế cụ ông thì vẫn cứ sáng sớm là cũng cơm nước cho các cụ. Thế rồi cụ bà lại còn phải ăn theo dây. Còn phải nấu các loại xương rồi các loại cháo nhé, để còn bơm cho cụ sữa, bơm cho cụ có ăn được đâu đấy, cho nó ảnh hưởng nhiều lắm. Thế mà những lần mà cụ mà kêu mà muốn chạy xuống nhanh, ôi trời đau lắm, chạy xuống nhanh, chạy lên chạy xuống tầng đau lắm đấy. Thế nhưng rất là vất vả, những lúc bấy thật cũng bật khóc rồi đó. Nó đau quá mà không làm nào được đấy, cô nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của cô. Mà ăn thì nói thật nó đau, cô cũng chán, cô cũng không ăn được đâu. Con dâu sinh con là không đi trông được, không đi xuống chăm được. Một là vướng các cụ, hai nữa là đau. Không bế được cháu. Bây giờ cháu thỉnh thoảng nó mà về, bế nó là không bế nổi á, đau lắm. Thế hôm thì có một cháu nó làm bác sĩ, thì cháu nó làm bên khoa tim mạch, thì cháu có về thăm các cụ. Thế cháu bảo là xín bị viêm giãn tĩnh mạch. Cháu biết hiện tại những triệu chứng bệnh suy giãn tĩnh mạch của cô được cải thiện rất là tốt, thì bí quyết của cô là gì ạ? Khi mà cô đau á, thì cô cũng rất là buồn. Thế và cô cứ ở nhà thì thỉnh thoảng cô lại mở vô tuyến cô xem. Thế này, cô thấy trong truyền hình thì không biết là cô không rõ kênh nào, nhưng mà cô thấy là có một bác sĩ người ta chia sẻ về cái dùng cái Bodyvent để nó hỗ trợ và điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch. Thế và sau đó thì cô đặt mua 2 lọ. Cô cứ uống là ngày 4 viên chia làm 2 lần sau 2 bữa ăn sáng và chiều. Đấy, thế thì cô uống hết 2 lọ đấy thì cô lại tiếp tục cô đặt 2 lọ nữa. Thì cô thấy là cái tình trạng sức khỏe của cô nó cải thiện rất là rõ rệt.
Thì bây giờ cô khỏi, không dám khỏi 100%, nhưng bây giờ cũng phải được 95-96% rồi. Trước kia thì cô đi thì nó cứ chói, mà nó rất là nặng trần. Nặng trần lắm mà nó chói, nó buốt. Thế bây giờ thì nó khỏi các cái triệu chứng đấy rồi. Thì bây giờ cái chuột rút ạ, trước kia thì của cô một đêm nó phải rút đến 2-3 lần. Bây giờ thì không, bây giờ thì thỉnh thoảng lắm, bây giờ thì có khi đến, có khi hàng tháng có khi chỉ bị một lần thôi, mà nó nhẹ nhẹ thôi. Đấy, thì cô thấy cái sản phẩm này là rất là tốt. Và trước kia thì cô cứ thấy là nó cứ nổi những cái đường, nó cứ xanh xanh đen đen. Thế mà nó lại có hình mảng nhện ấy. Thế nó nổi, đầu tiên nó nổi ít, sau đó nó lại nổi nhiều chỗ. Thường thường là nổi đằng sau chân. Đấy, nổi đằng sau chân, đằng bắp chân đây này. Thế xong thì dần dần nó lại lan xuống tận dưới khoeo khoeo chân đây này. Bây giờ thì những cái vết mà tím mảng nhện của cô ở chân đó thì có mờ hơn. Mà nó không phát sinh ra những cái mới nữa. Bây giờ cô đi lại bình thường rồi. Cô còn xách nước, cô còn lau nhà, cô còn tưới rau, cô mà cô đi lại đi cấy được rồi. Trước kia cô còn bỏ mất ruộng, mất một năm cô bỏ ruộng không cấy. Thế bây giờ cô mừng lắm, bây giờ là cô là đi cấy được rồi. Thế cô lại làm được các việc rồi. Thế giờ không lo vào bây giờ ốm đau lại không phục vụ được các cụ. Thế giờ cô ở nhà thì cấy mấy sào ruộng và trông cụ ông. Trước kia cô cứ ngồi xuống ghế thấp thấp là cô không ngồi được, ngồi xổm là không ngồi được. Bây giờ là cô ngồi thoải mái rồi. Trước kia đi lên trên tầng thì cô cứ phải đi bước đệm, cô cứ phải ôm chân, cứ ôm chân mới bước được lên. Nhưng bây giờ thì cô đi lại thoải mái rồi. Ngay bây giờ thì Tú Anh xin được quay trở lại chương trình với tổng đài của chúng ta và những cuộc điện thoại của quý vị khán giả đang kết nối về với chương trình. Ngay bây giờ sẽ là vị khán giả tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới khán giả. Xin chào chương trình. Tôi thì tên là Tâm, vụ tại phòng số 402 nhà 5 ngách 173-949 ngõ 209 đường An Dương Vương, Hà Nội ạ. Tôi thì bị đầu tiên là bị huyết áp cao, dạ, huyết áp vâng. Kèm theo mỡ máu, sau đó một thời gian thì cũng rất rất là lâu, cũng cách đây khoảng độ 6-7 năm gì đấy thì dạ. Tự nhiên thấy hai cái chân nó cứ đi bộ nó thấy nặng nặng, xong mà ấn thế nó phù. Vâng. Cũng lo là hay là mình bị thận, thế xong đi kiểm tra thì thận vẫn tốt. Vâng. Không có gì. Và thế xong là mọi người họ có kinh nghiệm về suy giãn tĩnh mạch ấy thì dạ. Họ bảo đấy là bệnh suy giãn tĩnh mạch, thế mà ngồi lâu đi du lịch đi xa độ 50-70 cây ngồi bình thường này thôi nhưng mà cái chân nó vẫn xuống máu, dạ, nó vẫn vâng. nặng. Thế xong là con trai nó bị trĩ, nó mới mua cái sản phẩm Boliven này thì là đây người ta cũng chữa cả cái bệnh suy giãn tĩnh mạch, mẹ thử uống xem. Vâng ạ. Bác bị cái dấu hiệu này thì bác cũng đã đi khám chưa ạ? Dạ có đi khám đấy, đi khám. Vâng. Đi khám. Nói chung là không hiểu sao mọi người thì nổi gân rất là to nhưng của tôi thì nó chìm, nó không rõ. Vâng. Không rõ thì là các bác sĩ thì cũng cho thuốc ở bảo hiểm, cũng cho thuốc uống ấy. Vâng. Dạ. Tôi đang theo cái Boliven này thì tôi cứ uống Boliven thì cho nó lành. Thế ạ? Dạ vâng. Tức là bác sĩ cũng chẩn đoán bác là bị suy giãn tĩnh mạch rồi đúng không bác? Vâng ạ. Vâng. Thế và bác sử dụng Boliven là bác đã sử dụng được bao lâu rồi bác, và cái hiệu quả của bác thấy như nó thay đổi như nào, bác có thể chia sẻ được không ạ? Vâng ạ. Thì nói chung là uống thì thấy nó ổn. Vâng. Mới đầu thời gian đầu nó nhẹ nhẹ, mấy năm trước ấy thì dạ. Chắc là cái tuổi tác vẫn còn tốt. Dạ, thì vâng. nó rất rất nhanh, tức dạ. là chỉ độ 2 hộp thôi thì là ổn. Và bác cũng thấy là nó cải thiện tốt đúng không bác? Những dấu hiệu vâng. nặng chân, phù chân là nó cũng giảm nhiều rồi đúng không bác? Vâng. Vâng ạ, thì vâng, xin cảm ơn bác đã chia sẻ cái tình trạng của mình cho chương trình ạ. Vâng, và đầu tiên cũng xin chúc mừng bác nhé. Bác đã sử dụng tìm đúng được cái sản phẩm đấy ạ. Đó là chính là sản phẩm Boliven để giúp cho cải thiện cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân của bác đấy ạ. Bác cũng có chia sẻ là bác còn bị tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu nữa. Đấy, thế nên là khi mà bác bị các cái này kết hợp với nhau ấy thì là bác cũng là cần là thứ nhất là điều trị tốt cái tình trạng là huyết áp cao này. Vì huyết áp cao cũng là một trong những nguyên nhân mà nó có thể dẫn đến là cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch ngày càng nặng hơn. Vì là khi huyết áp cao nó sẽ làm tăng cái áp lực và làm cho máu ở cái vùng chân nó đi về tim nó sẽ khó hơn. Nên là mình phải
kiểm soát tốt này, cái huyết áp này, cũng như là tình trạng rối loạn mỡ máu nữa. Và kết hợp nữa là bác sử dụng sản phẩm Bodyven. Bác cứ sử dụng một liệu trình như vậy là 3 tháng này, sau đó bác có thể nghỉ 1 đến 2 tháng, sau đó bác lại lặp lại những cái đợt sử dụng tiếp theo bác ạ. Khi bác sử dụng lâu dài nó còn giúp phòng ngừa được các cái nguy cơ bị biến chứng bác ạ. Thế nên là mình cứ nên sử dụng lâu dài, vì là đây là một bệnh lý mãn tính và nó nặng dần theo thời gian, theo cái lứa tuổi của mình nữa. Thế nên là chính vì vậy mình cứ càng sử dụng lâu càng tốt bác ạ. Và bên cạnh đó thì bác cũng lưu ý về cái chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động, khoa học để giúp ổn định cái tình trạng bệnh của mình bác ạ. Và cũng lưu ý với bác là đối với sản phẩm Bodyven này, bác hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp với các cái thuốc điều trị mà các bác sĩ kê đơn trong cái điều trị huyết áp cao hoặc rối loạn mỡ máu bác nhé. Bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng để giúp cải thiện tất cả các cái bệnh lý này bác ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình. Và như là bác cũng đã chia sẻ là bác cũng đã tham khảo và sử dụng Bodyven rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng là những người mà đã có tuổi, cao tuổi thì cũng sẽ có những cái bệnh lý nền. Vì vậy nên là chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm tham khảo sử dụng Bodyven và sử dụng lâu dài. Và các bác cũng đừng quên khi mà gọi tới tổng đài 1800 1044, trong chương trình ngày hôm nay sẽ có ưu đãi là mua 6 tặng 1. Và đây là chương trình ưu đãi dành cho 100 quý vị khán giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước. Vậy nên là các bác cần tư vấn về sản phẩm, cần gặp trực tiếp bác sĩ cũng như là nhận ưu đãi của ngày hôm nay thì có thể là gọi ngay về tổng đài 1800 1044 ạ. Ngay bây giờ sẽ là vị khán giả tiếp theo ạ. Chào bác sĩ, tôi tên Lê Hoàng Vũ. Vâng. Sinh năm 1965 ở quê ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Tôi cũng có một số muốn cần bác tư vấn, cũng như lâu rồi cũng khoảng 5 rưỡi này. Dạ. Mấy cái ngón tay ngón chân nó tê, nó cứng gì đó ba. Vâng. Cũng uống nhiều thuốc rồi mà thấy cũng không mấy gì hết. Vâng. Hơi bớt gì cái rồi cũng bị làm lại nữa. Vâng. Dạ vâng. Tôi cũng muốn hỏi bác sĩ coi có thuốc nào hay là bằng cách nào mà mình trị cho nó hết luôn được không? Vâng ạ. Với những cái tình trạng và tê các cái đầu ngón tay ngón chân như vậy, bác đã đi khám chưa và được các bác sĩ chẩn đoán là gì không bác? Tôi cũng có đi tới bệnh viện khám. Dạ, vâng. Ý cũng siêu âm này kia rồi đó. Si mấy cái tĩnh mạch chân. Vâng. Dạ vâng, bác bị suy giãn tĩnh mạch đúng không bác? Ở cả chân cả tay đúng không bác? Bác cũng nói là cả đầu tay nữa ạ. Dạ đúng vâng, rồi. Dạ vâng. Cái tình trạng này thì bác đã bị lâu chưa? Bác đã khám và phát hiện ra được bao nhiêu năm rồi bác? Cũng cỡ 1 năm rưỡi này. Một năm rưỡi, vâng. Ngoài những cái dấu hiệu như là tay nó sưng lên này, chân này sưng lên này, có bác còn thấy những cái gì nữa không ạ? Có bị chuột rút hay là tê bì hay là nặng chân hay gì không bác? Bị chuột rút thì có. Vâng, bác bị tê và chuột rút ở các cái vùng tay, vùng chân đúng không bác? Vâng. Dạ vâng. Ngoài ra thì cũng muốn hỏi bác là bác còn có các bệnh lý nền nào khác nữa không ạ? Hay là chỉ có những cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch thế thôi ạ? Chỉ có bị mấy cái này thôi. Vâng. Vâng. Gì dạ vâng. Các bác sĩ có kê đơn thuốc cho bác không ạ? Cũng đi khám vâng. Thì cũng có uống thuốc định kỳ. Dạ vâng. Hai tuần vậy đó bác. Dạ vâng. 3-4 tháng vậy đó vâng. Rồi bớt chừng 50% vậy đó. Dạ vâng. Ngưng uống cái cũng bị lại nữa. Lại tái phát đúng không bác? Vâng, đúng rồi vâng. Thì với cái trường hợp của bác là bác cũng có chia sẻ là bác cũng đã sử dụng các cái thuốc theo đơn của các bác sĩ rồi. Và đối với những các cái thuốc này thì bác cũng nên là tuân thủ theo đơn của các bác sĩ, tránh là mình tự ra ngoài mình mua thuốc hoặc là không tuân thủ theo đơn, vì nó cũng có rất nhiều những cái tác dụng không mong muốn bác ạ. Đấy, thế và trong cái trường hợp này thì bác cũng có nói là khi mà bác sử dụng thì nó cũng đỡ, nhưng mà khi hết sử dụng nó lại tái phát lại. Đấy thì là nó cũng chưa tác động vào cái căn nguyên gây ra cái tình trạng bệnh này. Nên là chính vì vậy mà trong trường hợp này thì bác có thể tham khảo và sử dụng một cái sản phẩm, mà một cái giải pháp từ thảo dược mà trong chương trình hôm nay đang giới thiệu đó ạ.
chính là sản phẩm Bodyven. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ bác nhá, và là một cái sản phẩm là hoàn toàn 100% từ các cái thảo dược thiên nhiên, nên là nó rất an toàn, rất lành tính và nó lại mang lại hiệu quả bác ạ. Vì sao cái sản phẩm Bodyven này nó lại mang lại hiệu quả cho những bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch? Vì là Bodyven thì nó gồm là có các cái thành phần tăng cường cái sức bền thành mạch, tăng cường cái trương lực và tăng cường cái độ đàn hồi cho cái thành tĩnh mạch, và giúp cho tĩnh mạch nó đẩy máu trở về tim một cách dễ dàng hơn, ngăn chặn cái tình trạng ứ trệ, và từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho giảm được các cái triệu chứng cho bác, ví dụ như là như triệu chứng tê bì này, sưng ở cái vùng tay vùng chân, cũng như là cái tình trạng chuột rút do suy giãn tĩnh mạch. Và ngoài ra nữa thì nó còn có những cái thành phần để giúp cho bác là bảo vệ các cái thành mạch này, phòng ngừa các cái biến chứng do suy giãn tĩnh mạch gây ra nữa bác nhá. Nên là bác mình có thể tham khảo để sử dụng. Và chỉ cần là bác sử dụng một ngày là 4 viên, chia làm 2 lần, sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên, thì là chỉ cần là sau 2 đến 3 tuần sử dụng thôi là bác đã giảm được cái dấu hiệu như là tê bì ở vùng tay của bác, cũng như là các cái dấu hiệu chuột rút, những cái dấu hiệu nặng ở vùng tay, vùng chân. Và khi bác sử dụng khoảng 2 đến 3 tháng thì nó sẽ giúp cho co nhỏ được các cái tĩnh mạch đang bị giãn ở vùng tay và vùng chân, cũng như là nó sẽ giúp làm mờ những các cái vết xanh của mình nếu có. Đấy, thế nên là bác nên sử dụng kéo dài là mỗi một đợt là 3 tháng bác nhé. Sau đó bác nghỉ một đợt và hoàn toàn có thể lặp lại những cái đợt sử dụng tiếp theo. Và cái dấu hiệu của bác hiện nay thì nó cũng là ở những cái dấu hiệu ban đầu thôi, nên là bác nên dùng sớm đi. Bác dùng sớm đi thì nó sẽ giúp cho bác cải thiện sớm, và nó cũng rất là an toàn, nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng bác ạ. Vâng, xin cảm ơn bác đã chia sẻ những băn khoăn của mình về với chương trình. Và như là bác sĩ Vân Anh cũng vừa mới tư vấn là bác với những dấu hiệu đầu tiên thì chúng ta cũng nên tham khảo và sử dụng ngay những giải pháp từ thảo dược. Và ngày hôm nay thì chương trình có giới thiệu tới bác Bodyven. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ 100% thảo dược thiên nhiên ạ, trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và cũng đã được Bộ Y tế cấp phép, và chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm tham khảo sử dụng ngay và sử dụng lâu dài mà không lo là ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Và các bác cũng đừng quên là ưu đãi của ngày hôm nay mà nhãn hàng dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, 100 quý vị khán giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1044 ạ. Khi mua 6 hộp sản phẩm sẽ được tặng ngay một hộp sản phẩm cùng loại. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Xin chào bác ạ, mời bác giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ và mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ Vân Anh ạ. Vâng, xin chào bác. Vâng. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Tôi là Tuyên ở Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang ạ. Tức là vì tôi thì nó bị suy giãn tĩnh mạch cũng lâu rồi. Vâng. Nên mà uống các loại thuốc Tây rồi thuốc Lam thì đợt vừa rồi thì tôi cũng uống Bodyven ấy thì thấy nó cũng đỡ hơn. Dạ vâng. Bác ơi, bác sử dụng sản phẩm Bodyven đã được bao lâu rồi bác? Cảm ơn bác sĩ, là tôi dùng chắc cũng được độ phải đến hơn nửa năm rồi đấy. Lúc mà chưa uống ấy thì là chân thì nó hay bị rức này, hay bị đau và chuột rút này, và lại chân này, đi đứng thì là không có được lâu. Được lâu đúng không ạ? Vâng. Phần tĩnh mạch ở khuèo chân ấy và nó vẫn kiểu như là nó sùi rồi nó tím đen nên nó có phồng sùi rồi. Vâng. Thế bây giờ thì sau khi uống ấy thì là một thời gian thì tôi thấy cái triệu chứng thì nó bớt rồi. Nó bớt rồi đúng không ạ? Nhẹ rồi đúng không bác? Cái đau nó đỡ hơn rồi, chân nó cũng đỡ nặng rồi đúng không bác? Mà cái chuột rút nó cũng đỡ hả bác? Vâng. Vâng ạ, xin chào bác và cảm ơn bác đã chia sẻ những các cái tình trạng bệnh của mình cho chương trình. Và đầu tiên cũng xin chúc mừng bác ạ, vì bác cũng đã tìm được cho mình được một cái sản phẩm bác nhá. Đó chính là sản phẩm Bodyven đấy ạ. Và đã giúp được cải thiện được cái tình trạng bệnh của bác rồi. Đấy, như là theo bác chia sẻ thì là trước đây là bác cũng đã bị cái suy giãn tĩnh mạch lâu rồi. Bác cũng đã sử dụng các cái thuốc Tây y này, kê đơn của các bác sĩ cũng như là thuốc nam rồi. Thế nhưng mà từ khi mà bác sử dụng sản phẩm Bodyven thì bác đã thấy cải thiện rất tốt. Tức là bây giờ những cái dấu hiệu nặng chân đã đỡ này, cái tê bì cũng đỡ này, rồi là chuột rút nó cũng đỡ, và cái chân bác đi lại nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi đúng không ạ? Vâng, đấy thì đấy là những cái dấu hiệu chuyển biến rất là tích cực bác nhá. Đấy là do cái tác dụng của sản phẩm Bodyven đấy ạ. Vâng, thì vì chúng ta biết là đối với sản phẩm Bodyven thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn 100% từ các cái thảo dược bác ạ. Bodyven nó làm tăng cái sức bền thành mạch, tăng cái trương lực, giúp cho các cái tĩnh mạch của bác nó sẽ co nhỏ lại hơn,
và nó sẽ làm mờ được các cái vết xanh, những cái vết đen của bác. Và đặc biệt nữa là nó làm giảm được các cái triệu chứng đấy, những triệu chứng như nặng chân, tê bì, chuột rút, nó đã giảm được rồi, rất là tốt. Thì bác vẫn nên duy trì, vì chúng ta biết đây là một cái bệnh lý mãn tính nặng dần theo thời gian, cũng như là theo cái lứa tuổi của chúng ta, càng nhiều tuổi thì cái tình trạng bệnh càng nặng lên. Nên là mình cứ sử dụng duy trì mỗi một đợt là 3 tháng, sau đó nghỉ từ 1 đến 2 tháng và sau đó thì mình có thể lặp lại bác nhé. Và đây là một sản phẩm bác rất yên tâm là nó rất an toàn vì là hoàn toàn từ các thảo dược thiên nhiên. Và bên cạnh đó nữa thì bác cũng luôn luôn là duy trì một cái chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh này, và sử dụng sản phẩm Bodyven ạ. Tôi lại uống phải nhiều cái bệnh huyết áp tim tiếc thì uống thì liệu nó có ảnh hưởng gì không? À dạ vâng, bác ơi, bác cụ thể là bác bị bệnh gì ạ? Huyết áp cao này, mới bệnh gì nữa bác? Tim mạch của bác có vấn đề gì không? Huyết áp cao mới này sơ vữa mạch vành. Đối với những bệnh như là huyết áp cao này, sơ vỡ động mạch thì bác vẫn nên duy trì uống thuốc theo đơn của bác sĩ bác nhá. Bác cố gắng là uống đúng giờ, đúng liều lượng. Thế còn đối với sản phẩm Bodyven thì bác vẫn hoàn toàn có thể kết hợp uống được bác ạ, mà nó không gây ảnh hưởng gì và nó cũng không gây tương tác đối với các cái thuốc điều trị mà các bác sĩ đang kê đơn và bác đang phải dùng đấy ạ. Nên là bác hoàn toàn mình có thể sử dụng, nhưng mà bác lưu ý là đối với các thuốc kê đơn thì mình nên uống đúng giờ, đúng liều lượng. Còn đối với sản phẩm Bodyven thì bác cách ra độ khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết hợp mà không gây nên cái tác hại gì bác ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình. Và như là bác cũng đã chia sẻ là bác cũng đã tham khảo và sử dụng Bodyven rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng là những người mà đã có tuổi, cao tuổi thì cũng sẽ có những cái bệnh lý nền. Vì vậy nên là chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm tham khảo sử dụng Bodyven và sử dụng lâu dài. Vì đây là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và sẽ mang đến hiệu quả cũng như là độ an toàn. Công ty Botania đã dành tặng 100 suất quà cho 100 quý vị khán giả đầu tiên đã gọi đến tổng đài 1800 1044. Theo đó thì quý vị mua 6 hộp sản phẩm thì sẽ được tặng ngay một hộp sản phẩm cùng loại. Tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân, gây tê bì, chuột rút, sưng phù chân, thâm tím, đứng yên hay đi lại đều đau nhức. Còn tôi bị suy giãn tĩnh mạch ở hậu môn, gây nên bệnh trĩ, khiến tôi rất khó chịu vì đau rát, ngứa, chảy máu và xa bối trí. Bonivan giúp làm tăng sức bền tĩnh mạch, giúp giảm tê bì chân, nặng chân, thâm tím, chảy máu, xa bối trí, xa trực tràng, đau rát, ngứa do bị trí. Bonivan, sản phẩm của Mỹ. Bonivan dùng cho cả người bị trí và suy giãn tĩnh mạch. Ngay bây giờ thì Tú Anh xin được quay trở lại chương trình với tổng đài của chúng ta và những cuộc điện thoại của quý vị khán giả đang kết nối về với chương trình. Ngay bây giờ sẽ là vị khán giả tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới khán giả. Chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Tôi là Nguyễn Như Nguyện, 59 tuổi ở Hà Nam ạ. Dạ vâng, chào bác Nguyện. Thưa chương trình, hơn một năm trở lại đây tôi hay bị đau nhức tê bàn chân. Vâng. Đêm thì hay bị chuột rút ạ. Vâng. Đôi khi tôi đi khám bác sĩ thì kết luận bị suy giãn tĩnh mạch. Vâng. Sâu ở chi dưới á. Vâng. Nhưng mà tôi thấy những người khác bị suy giãn tĩnh mạch thì thường có những gân xanh nổi lên ở chân. Dạ. Còn tôi thì không như vậy ạ. Vâng. Vậy tôi có phải tôi bị chẩn đoán nhầm không ạ? Dạ. Và trường hợp của tôi thì dùng Bonivan có được hiệu quả không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác Nguyện ạ đã gọi điện và chia sẻ tình trạng bệnh cho chương trình. Vâng, thì với cái trường hợp của bác thì bác cũng có băn khoăn là bác có sợ là có chẩn đoán nhầm hay không, nhưng mà chúng ta biết là đối với chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch ấy thì cũng là một cái chẩn đoán rất đơn giản thôi, tức là ngoài những các cái triệu chứng thì các bác sĩ sẽ khám lâm sàng này, thì các bác sĩ cũng sẽ cho bác đi siêu âm Doppler đấy, như là bác cũng đã đi siêu âm rồi. Thế và qua siêu âm Doppler thì chúng ta cũng biết được là chúng ta có suy giãn tĩnh mạch hay không. Và với cái suy giãn tĩnh mạch ấy thì nó sẽ có hai dạng, tức là suy giãn tĩnh mạch nông và suy giãn tĩnh mạch ở sâu. Khi mà bị suy giãn tĩnh mạch nông ấy thì thường là bệnh nhân sẽ có kia vệt xanh ở vùng dưới da, hoặc là đôi khi nó nổi lên những cái tĩnh mạch ở vùng dưới da. Nhưng mà tuy nhiên bác thì bác không có những dấu hiệu đó, nhưng mà bác lại có những cái dấu hiệu là bị nặng chân này, tê bì này, chuột rút này. Và bác đi siêu âm rồi thì là các bác sĩ chẩn đoán là bị suy giãn tĩnh mạch sâu. Cái chẩn đoán của bác các bác sĩ là đúng đấy bác ạ. Bác vẫn phải có những cái phương pháp điều trị, vì là chúng ta biết được là đối với suy giãn tĩnh mạch
thì nó cũng sẽ gây nên rất nhiều các cái biến chứng nếu mà chúng ta không có những cái điều trị đúng. Trong chương trình hôm nay giới thiệu một cái giải pháp từ thảo dược thì bác có thể tham khảo bác nhé. Đấy là chính là sản phẩm Boniven. Đây là một sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ, hoàn toàn 100% từ cái thảo dược. Và sản phẩm Boniven thì nó có tác dụng là làm co nhỏ những các cái tĩnh mạch này, tăng cường cái sức bền thành mạch và giúp cho cái tình trạng máu ứ trệ ở vùng tĩnh mạch chân ấy, nó sẽ trở vào vòng tuần hoàn. Boniven cũng bảo vệ cái thành mạch cho bác để ngăn ngừa những các cái biến chứng. Khi bác sử dụng sản phẩm Boniven thì 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần, sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên, thì chỉ cần là trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần thôi bác sử dụng ấy, là bác sẽ thấy giảm những các cái triệu chứng như là nặng chân này, tê bì này, chuột rút hay là sưng ở vùng chân. Và khi bác sử dụng khoảng từ 2 đến 3 tháng thì những cái tình trạng là các cái tĩnh mạch nó sẽ co nhỏ lại, rồi giảm những cái vệt xanh. Khi bác sử dụng lâu dài sẽ giúp phòng ngừa các cái biến chứng của suy giãn tĩnh mạch chân. Đấy là những cái biến chứng như là thuyên tắc động mạch phổi này, tai biến mạch máu não hoặc là những cái nhồi máu cơ tim bác nhá. Nên là mình nên sử dụng sớm đi bác ạ, để giúp cải thiện cái tình trạng bệnh của mình. Như vậy thì bác sĩ còn đưa ra lời khuyên là chúng ta nên tham khảo và sử dụng sớm ngay giải pháp từ thảo dược Boniven ạ. Và các bác thì hãy nhớ là khi mà chúng ta tham khảo sản phẩm thì chúng ta cũng nên kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối đầy đủ, thể dục thể thao và tinh thần thật là thoải mái thì chúng ta mới đạt được hiệu quả tốt nhất ạ. Và ngay bây giờ sẽ là vị khán giả tiếp theo. Chương trình xin gửi lời chào tới khán giả. Dạ, xin chào ạ. Tôi tên là Phượng, 83 tuổi, ở Đà Nẵng. Dạ vâng, xin chào bác Phượng ạ. Vâng ạ. Dạ, tôi bị suy giãn tĩnh mạch nhiều năm, dạ. Chân lúc nào cũng nặng như đeo đá vậy á, vâng. Nhiều đêm mà chuột rút không có ngủ được bác, vâng. Ở cái bắp chân á, vâng. Nổi lên cái gân xanh á, như vâng. Là cái đũa vậy đó, vâng. Tôi uống thuốc mà tay á, vâng. Thì triệu chứng chuột rút á, đỡ được khoảng 40%, vâng. Nhưng mà gân xanh á, thì nó chưa mờ đi, vâng. Tôi còn bị cả cao huyết áp nè, rồi hiện đang dùng thuốc tây á, thì thiếu huyết áp nó bình thường rồi, dạ, vâng. Mà trường hợp của tôi á thì có thể dùng Boniven không? Vâng. Nó có ảnh hưởng gì tới bệnh cao huyết áp không ạ? Dạ vâng. Vâng ạ, xin chào bác ạ. Vâng, theo như chia sẻ của bác thì là bác cũng là bị suy giãn tĩnh mạch đã nhiều năm nay rồi. Thế và bác cũng đã sử dụng các thuốc Tây y rồi nhưng mà nó cũng chỉ đỡ được một phần thôi. Thế thì với cái trường hợp này thì bác nên sử dụng sản phẩm Boniven bác nhé. Đây là một sản phẩm mà đang giới thiệu trong chương trình hôm nay đấy ạ. Là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ. Và đây là một sản phẩm hoàn toàn 100% từ các cái thảo dược thiên nhiên. Nó rất an toàn, rất lành tính và rất phù hợp với người cao tuổi bác ạ. Khi sử dụng sản phẩm Boniven ấy mà bác có các cái bệnh lý kết hợp như là bệnh tăng huyết áp này thì bác vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được bác nhé, mà nó không gây những cái làm tăng cái chỉ số huyết áp cũng như là nó không gây ảnh hưởng đến các cái thuốc điều trị huyết áp của bác, nên là bác mình hoàn toàn mình dùng sớm đi để cải thiện cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch của mình bác ạ. Và bác cũng có chia sẻ là bác cũng đã dùng các thuốc Tây y và chủ yếu là các bác sĩ sẽ sử dụng là những cái thuốc tăng sức bền thành mạch nhưng mà bác cũng chỉ cải thiện được thôi. Trường hợp này thì bác nên sử dụng sản phẩm Boniven bác nhé. Đó là cái sự kết hợp giữa diosmin, hesperidin kết hợp với rutin C từ hoè hoa này, hạt rẻ ngựa này, cây đậu chổi, tất cả những cái thành phần này nó sẽ giúp cho bác là tăng cường cái sức bền thành mạch, tăng cường cái độ đàn hồi cũng như là giúp cho máu ở vùng tĩnh mạch chân sẽ đi về tim một cách dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà nó cũng sẽ giúp làm co nhỏ các cái tĩnh mạch đang bị giãn ở vùng chân cho bác nhé, làm mờ các cái vết xanh và đặc biệt là nó còn làm giảm được các cái triệu chứng của bác như là nặng chân này, tê bì này, chuột rút này hoặc là sưng ở cái vùng chân của bác nữa bác ạ. Thì là mình sử dụng 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần, sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên ạ. Khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần thôi là đã giảm được cái triệu chứng nặng chân này, tê bì, kiến bò hoặc là chuột rút ở vùng chân cho bác. Và khi mà bác sử dụng khoảng 2 đến 3 tháng ấy thì những cái tình trạng như là chân bị sưng nề nó sẽ giảm này, các cái tĩnh mạch nó sẽ giúp co nhỏ lại, làm mờ những các cái vết xanh và đặc biệt nữa là nó phòng ngừa các cái biến chứng do suy giãn tĩnh mạch gây nên nữa. Nên là chính vì vậy mà bác nên sử dụng lâu dài bác nhé. Mình nên sử dụng là khoảng 3 tháng một đợt này, sau đó nghỉ 1 đến 2 tháng và mình lặp lại những cái đợt duy trì tiếp theo. Và kết hợp nữa là bác cũng nên có một chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học bác nhé.
Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Như bác sĩ cũng đã phân tích thì cô Phượng cũng nên tham khảo và sử dụng Bonivan ạ, kết hợp với các giải pháp điều trị khác để nâng cao hiệu quả cải thiện bệnh mà không lo ảnh hưởng tới cái bệnh nền tăng huyết áp mà chúng ta đang gặp phải. Và Bonivan cũng là một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên trên dây chuyền công nghệ tiên tiến. Vì vậy nên là chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm tham khảo và sử dụng lâu dài ạ. Bác có thể là gọi ngay tới tổng đài vì ngày hôm nay thì có chương trình ưu đãi dành cho 100 quý vị khán giả đầu tiên ạ. Gọi tới tổng đài là 1800 1044. Khi mà mua 6 hộp thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp cùng loại và chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một phần chi phí cho quá trình điều trị bệnh của mình. Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi không thể trả lời hết với những băn khoăn của quý vị khán giả về bệnh lý suy giãn tĩnh mạch. Quý vị có thể là gọi tới tổng đài của chúng tôi là 1800 1044 để có thể là tiếp tục được tư vấn. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Vân Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Cảm ơn nhãn hàng Bonivan từ Hoa Kỳ ạ, do công ty Botania nhập khẩu và phân phối. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân, gây tê bì, chuột rút, sưng phù chân, thâm tím, đứng yên hay đi lại đều đau nhức. Còn tôi bị suy giãn tĩnh mạch ở hậu môn, gây nên bệnh trĩ, khiến tôi rất khó chịu vì đau rát, ngứa, chảy máu và xa bối trĩ. Bonivan giúp làm tăng sức bền tĩnh mạch, giúp giảm tê bì chân, nặng chân, thâm tím, chảy máu, xa bối trĩ, xa trực tràng, đau rát, ngứa do bị trĩ. Bonivan, sản phẩm của Mỹ. Bonivan, dùng cho cả người bị trĩ và suy giãn tĩnh mạch.